và ở đây là chủ đầu tư không sử dụng những phần đất dư như thế này để làm nơi ở và làm nơi sinh hoạt. Đây là một cái điều ngẫu nhiên tính toán phong thủy, là cái này sẽ thành một sinh hoạt công viên, là nơi tạo nên các nguồn năng lượng. Nếu như khu đất này mà chủ đầu tư sử dụng luôn thì nó trở thành là gì? Nó trở thành huyết, từ huyết nó trở thành đầy đạn, hay là một đất thành chủ nhật khu dân cư. Mà chủ nhật á, nó thuộc khí mộc, bởi vì trong phong thủy thì hình tròn thì nó thuộc những cái kim, hình tam giác thì ta thuộc những cái khí mã, hình vuông thì ta thuộc những cái khí thổ, và không có hình dạng nhất định chúng ta thuộc những cái khí thủy, thì hình chủ nhật thì là khí mộc. Và khí mộc á, nó tượng trưng một việc là tượng trưng sự giáo dục. Có nghĩa là khi con người ở trong đất này thì người ta sẽ cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc. Vượng hướng là gì? Hướng thì nó quản tài, là về bàn là tài học. Thì phía bên tay phải của đất này, khi từ đi bên ngoài kia dân cư bên châu thì phải có nước, đặc biệt những cơn khá lớn nằm phía tay phải từ trong thì nó bên ngoài, nó kích hoạt lên. Rồi sau đó chúng ta đi thẳng bên trong đây, chúng ta thấy một tòa nhà 9 tầng